Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Top Chuyện Hay. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 44 của bộ truyện Trang rể Đại Gia. Rất mong quý vị sẽ ủng hộ Lena cũng như là kênh Top Chuyện Hay bằng cách nhấn vào đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video chuyện mới được đăng tải hàng ngày nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 44 của bộ truyện Trang rể Đại Gia với sự diễn đọc của Lena. Với một tiếng động lớn, tên bảo vệ bị đá thẳng vào bức tường phía sau rồi từ từ ngã xuống đất. Cơ thể co giật, sắc mặt tái nhợt, cánh tay vừa tấn công Chu Dương đang rủ xuống một bên, thậm chí có xương trắng lờ mờ ở trong lộ ra, khiến mọi người vô cùng sợ hãi. Ngay tức khắc, tên bảo vệ còn lại bắt đầu cảnh giác, chủ động lùi lại hai bước, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Chu Dương. Vậy mà mày dám ra tay? Đây là Giang Gia, tốt hơn hết mày nên nghĩ cho kỹ, liệu mày có thể chịu nổi hậu quả của việc đắc tội Giang Gia không? Tên bảo vệ lạnh lùng hết to lúc này hắn cũng không dám coi thường chu dương cũng không nghĩ chu dương là một người không biết võ thuật chỉ dựa vào một tay chu dương vừa thể hiện hắn tự biết mình chắc chắn không phải là đối thủ thậm chí khi hai bảo vệ bọn họ hợp lực cũng không chắc là đối thủ của chu dương thật nực cười khi tôi đánh răng bắc tàn phế xỉ nhục giang ra còn không biết anh đang ở đâu bây giờ anh còn dám đe dọa tôi à rất tốt cười khẩy một tiếng không đợi đối phương phản ứng Chu Dương xảy một bước dài tiến lên, vùng nắm đấm. Trong chớp mắt, nắm đấm chạm vào má của tên bảo vệ. Bịch! Cũng giống với tên bảo vệ kia, cú đấm này cực kỳ mạnh mẽ. Tên này cũng bay ra ngoài, đâm thẳng vào cơ thể của tên kia, đang ngã gục trên đất. Ngay lập tức, hai tên bảo vệ vừa nãy còn vô cùng hung hăng, lúc này cùng ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Đi, tôi muốn xem, hôm nay Giang Gia muốn làm gì? Chu Dương vẫy tay, đưa mọi người đi thẳng vào sảnh lớn Giang Gia. Đám phóng viên đang theo dõi ở xung quanh khuôn viên Giang Gia đã ngẩn ngơ khi nhìn thấy cảnh này, thậm chí còn quên sử dụng cả máy ảnh trong tay, bỏ lỡ mất cảnh tượng đặc sắc. Những người đến sau Chu Dương đứng không xa nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều tiếc nuối giống vậy. Bọn họ không ngờ rằng sẽ có người dám đánh nhau ở cổng trang viên của Giang Gia, hơn nữa còn công khai đi vào. Chút nữa có kịch hay để xem rồi, Nhóm người Chu Dương bước vào trang viên Giang gia. Trước mặt họ là một con đường yên tĩnh, hai bên đường là khu rừng trúc nhỏ. Chu Dương ngó sang trái rồi nhìn sang phải, anh nhận thấy hình như mấy gia tộc lớn như thế này đều thích bố trí một khu rừng nhỏ hoặc rừng trúc trong trang viên. Sau đó ở giữa có một con đường chạy xuyên qua một cách tĩnh lặng. Khung cảnh quanh đây cũng đẹp phết đấy chứ, xem ra người của Giang gia cũng biết hưởng thụ nhỉ. Thẩm Bích Quân khẽ cười rồi cũng bắt chước Chu Dương, ngó bên này, ngó bên kia quan sát. Chốc chốc lại nghịch ngợm mấy ngọn trúc non. Họ cố làm ra vẻ phong nhã thôi, chẳng có gì để ngưỡng mộ cả. Chu Dương mỉm cười, rồi thẳng người tiến lên về phía trước. Đi xuyên qua hết con đường nhỏ giữa rừng trúc, tất cả mọi người bỗng cảm thấy như bừng tỉnh với không gian rộng mở. Lúc này, phát hiện ra trước mắt họ là một hồ nước cạn, Phóng tầm mắt nhìn thì thấy hồ nước đó có hình dạng vầng trăng khuyết một nửa và một hành lang dài uốn lượn trên mặt nước. Mấy người đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó tiếp tục đi. Hôm nay Giang Gia tổ chức yến tiệc buổi tối này tại nội viện của họ. Nội viện của Giang Gia là một trang viên có diện tích khoảng tầm 200 mét vuông. Lúc này mọi thứ đã được bố trí ổn thỏa. Giang Hành Nguyên và Giang Hành Quảng phụ trách tổ chức bữa tiệc này. Giang Hành Nguyên là người làm chủ bữa tiệc, dù sao thì mục đích của yến tiệc lần này là để kén con rể cho con gái giang yến của ông ta mọi người đã đến đủ cả rồi chứ giang hành nguyên hỏi nhị thiếu gia đều đã đến hết rồi nhưng hình như còn thiếu một người người giúp việc nhỏ tiếng đáp những người được mời đến yến tiệc này đều do giang hành nguyên sắp xếp thiệp mời cũng là do ông ta tự tay viết nên ông ta có danh sách người giúp việc dựa theo danh sách có thể thống kê được tối nay có bao nhiêu người đã đến và người nào chưa đến lúc này người đó đã thống kê được hầu như mọi người đều đã đông đủ cả chỉ còn thiếu một người nữa thôi hả ai giang hành nguyên thản nhiên nói những người mà lần này ông ta mời đến không giàu có thì cũng sang trọng đều là những nhân vật tầm cỡ ở nơi khác hoặc là đều là những người có máu mặt chỉ cần người của dư gia đỗ ra đường ra và cả trương ra đến rồi là được những người khác trong mắt ông ta đều chẳng là cái gì cả thế mà lúc này lại có kẻ dám không coi giang gia ra gì thật đúng là gan to tẩy trời nhị thiếu gia là chu dương của công ty xanh dương người giúp việc nói xong liền dè dặt quan sát phản ứng của giang hành nguyên nói ra thì ân oán giữa chu dương và giang gia khắp trên dưới giang gia không ai là không biết dù sao lúc này Giang Mắc đang ở Giang Gia quát mắng suốt cả ngày, nên cho dù họ không muốn biết thì cũng không được. Chu Dương, Giang Hành Nguyên nhíu mắt một cái và nói một cách lãnh đạm: "Thôi, cứ kệ hắn đi đã. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, mày đi xem xem tiểu thư đã chuẩn bị xong chưa." Giang Hành Nguyên cố kìm nén cơn tức giận trong người, bình tĩnh nói: "So với việc ở đây mà tính toán rạch ròi ân oán giữa Giang Gia và Chu Dương." thì việc con gái ông ta hôm nay quan trọng hơn nhiều. Vâng." Người giúp việc đáp lời rồi đi khỏi đó. Còn Giang Hành Nguyên thì trầm ngâm trong giây lát, ông ta cảm thấy trước mắt vẫn nên làm cho tốt việc của Giang Yến, như vậy thì sức mạnh của Giang gia sẽ càng trở nên lớn mạnh hơn. 8 giờ tối, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Giang Hành Nguyên không nói gì gọi là trang trọng hoành tráng mà chỉ đơn giản tuyên bố, bữa tiệc bắt đầu và để mọi người tự do hoạt động. Trên thực tế là những bữa tiệc kiểu như thế này, ngoài chủ nhân là người có mục đích riêng ra, thì đa phần những người đến tham gia đều cũng muốn mượn sân chơi này để mở rộng quan hệ của mình. Bữa tiệc vừa bắt đầu thì Dư Hoa, Đỗ Văn và Đường Văn Trung liền tìm gặp Giang Hành Nguyên. Lúc này sắc mặt của cả ba người họ đều vô cùng khó coi. Trước đây, vụ hủy hoại nhan sắc của mỹ phẩm mỹ thần sau khi bị trương gia xử lý, thì họ liền thúc giục Giang Hành Nguyên nhanh chóng nghĩ cách giải quyết. Thế nhưng Giang Hành Nguyên cứ nấn ná, chỉ hoãn. Vì chuỗi cửa hàng của công ty xanh xương nổi tiếng khắp cả tỉnh Tương Tây, thì họ lại một lần nữa đến thúc giục Giang Hành Nguyên. Lúc đó, Giang Hành Nguyên nói, ông ta đã sớm có sự chuẩn bị, chỉ còn đợi thời cơ thích hợp. Thế nhưng lúc này, Giang Hành Nguyên vẫn còn tâm trạng tổ chức yến tiệc như vậy, còn mời những người trẻ tuổi của An Sa, thậm chí là cả tỉnh Tương Tây. Ông ta rốt cuộc đang muốn làm gì? giang hành nguyên rốt cuộc ông đang tính làm trò gì thế hả? À? đường văn trung với tính khí nóng nảy kéo giang hành nguyên ra chất vấn ngay trước mắt danh tiếng của công ty xanh dương ở an sa và tương tây ngày càng lớn hơn nữa chỉ vỏn vẹn trong vài tuần lễ doanh số bán hàng cao như vậy đã khiến không ít kẻ phải ghen tức nếu như giang gia không thể ngăn chặn lại việc này một cách có hiệu quả thì cùng với sự xoay vần của thời gian và nền tảng của công ty xanh dương sẽ ngày càng vững chắc hơn Đến lúc đó đừng nói là giang gia của bọn họ, mà sợ là ngay cả khi bốn gia tộc lớn liên kết lại với nhau, cũng không hạ cục được công ty danh dương. Đừng nóng vội, tối nay các vị chỉ việc đứng xem thôi, nhất định sẽ không làm các vị phải thất vọng đâu. Giang Hành Nguyên cười khẩy. Ngay lập tức, ánh mắt của Dư Hoa và Đỗ Văn liền nhú lại. Họ lờ mờ đoán được lần này Giang Gia mời cả Trương Gia đến đây. Chắc chắn không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài mà họ nhìn thấy được nếu đã như vậy chúng tôi sẽ đợi tin tốt lành của ông nói rồi ai nấy liền tự tản đi chỗ khác tuy rằng gia tộc của họ được coi là năm gia tộc lớn nhưng trong gia tộc không phải tồn tại duy nhất một mình họ vậy nên họ vẫn cần mượn sự trợ giúp từ bên ngoài để tăng thêm tiếng nói của mình trong gia tộc Hừm. đợi đến khi trương gia sụp đổ thì các người chẳng là cái thá gì trong mắt giang gia nhà chúng tôi giang hành nguyên ngay lập tức mặt mày biến sắc hư một tiếng lạnh lùng, sau đó nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Ông ta đi đến những gia tộc gần gũi với Giang Gia để bắt chuyện, gắn kết tình cảm. Lúc này, Chu Dương và nhóm của anh đang đứng yên lặng ở một góc không ai hay. Trước mặt họ có nhiều loại đồ ăn. Những thức ăn này đều là do Giang Gia đặc biệt chuẩn bị. Có rất nhiều đồ ăn mà nguyên liệu lúc bình thường không thể nào mua được trên thị trường. Lúc nhóm người Chu Dương đến, động tính rất nhỏ đây đúng vào lúc sự chú ý của mọi người đang đổ dồn hết vào những người của năm gia tộc lớn kia, nên cũng không quan tâm lắm tới họ. Một số người cảm thấy họ nhìn quen mắt, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra. "Ha ha, đừng có câu nệ, ở đây nhiều đồ ăn ngon như thế, ngon hơn nhiều so với quán ăn ngoài kia, chúng ta phải tranh thủ nắm bắt cơ hội ăn chút gì đi, nếu không sợ rằng lát nữa mọi người không còn tâm trí mà ăn nữa đâu." Chu Dương cười nói, thấy Ngưu Xuyên, Trần Thế Hảo, Tôn Việt nhìn xung quanh, với vẻ mặt nghiêm túc tỉ khẽ lắc đầu. Rồi anh cũng không nói gì, chỉ đưa tay ra cầm lên một quả nho đỏ, cho vào miệng. Ngay tức khắc, trong miệng Chu Dương cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt. Chu Dương khẽ lim dim đôi mắt thể hiện sự hưởng thụ. Anh tùy ý cầm lên một ly rượu vang, đảo mắt một vòng rồi nhắm một hướng, tiến thẳng tới. Động thái của Chu Dương tự nhiên làm kinh động đến những người khác. Có điều mọi người nhìn thấy vậy cũng không cảm thấy có gì bất ổn, liền ai tự lo việc người đấy. Nhưng từ đầu chiếc cuối, mọi người đều duy trì một cự ly rất gần với nhau. Chu Dương bưng ly rượu vang, khóe miệng khẽ mỉm cười, bước chân chậm rãi tiến thẳng tới chỗ người phụ nữ xinh đẹp cũng đang đứng ở trong góc. Không phải Chu Dương có tình ý gì với người phụ nữ xinh đẹp này, mà chỉ là anh cảm nhận được một sự cô đơn toát ra từ trên người cô nàng. Dường như tất cả những người tại buổi yến tiệc này đều không lọt vào mắt xanh của cô, Đương nhiên là Chu Dương cũng không muốn gây sự chú ý ở đây, nhưng anh cũng chẳng có hứng thú gì với đám đàn ông kia, nên đành phải tìm một người đẹp ưa nhìn để tán dóc một chút, như thế sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Này, người đẹp, có một mình thôi sao? Chu Dương khẽ nói, không đợi đối phương trả lời, anh đã tự mình lấy một chiếc ghế bên cạnh cô gái rồi ngồi xuống. Sau khi ngồi, Chu Dương mới quay mặt lại và ngắm nhìn người đẹp một cách nghiêm túc. Cô gái trông rất trẻ, chỉ khoảng 23-24 tuổi, nước da trắng ngần, dưới sự nổi bật của ánh đèn lại càng trở nên chói sáng hơn. Người đẹp mặc một chiếc áo t-shirt màu kaki với một chiếc váy ngắn, phần cánh tay lộ ra ngoài trông như củ sen trắng, đôi chân dài lại càng làm cho Chu Dương phải âm thầm hít một hơi thật sâu. Chỉ với đôi chân dài thôi, cô gái đẹp này đã có thể so sánh được với Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân. Hơn thế nữa, khi trách toát ra từ cô gái này khác hoàn toàn so với hai người Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân, càng điềm tĩnh và hờ hững hơn. Anh nhìn thấy người đẹp thì đều chủ động như thế sao? Người đẹp nghiêng khuôn mặt, liếc mắt nhìn Chu Dương một cái rồi quay đi. Chu Dương hơi đờ đẫn. Anh không ngờ câu đầu tiên cô gái xinh đẹp này nói ra lại là câu đó. Với lại, giọng nói của cô nàng này cũng vô cùng dễ chịu, vô cùng duyên dáng. Chu Dương nghĩ thầm, Cô gái như vậy thường thì tính khách sẽ khá là trầm tĩnh, thích ở một mình. Thế mà lúc này cô nàng lại đang ở trong yến tiệc ồn áo như này. Điều này khiến Chu Dương rất khó tưởng tượng được nguyên nhân rốt cục là gì. Lẽ nào cô gái này đến đây cùng với bạn trai? Nhưng có cô bạn gái xinh đẹp như thế này mà cậu bạn trai đó lại còn có tâm trạng đi tìm người khác nói chuyện ư? Lẽ nào hắn không sợ vừa quay đi thì đã không thấy bạn gái mình nữa sao? Chu Dương nghi vấn trong lòng, rồi khẽ cười tuy anh không hề hay biết mục đích giang ra tổ chức buổi tiệc lần này là gì nhưng có thể gặp được một cô gái xinh đẹp như thế này ở đây cũng coi như là một chuyện vui vẻ xem như đã không mất công đến thế thì không phải tôi rất ít khi chủ động thường chỉ có các người đẹp như thế tôi thì chủ động thôi chu dương mỉm cười nói ồ nói như vậy có nghĩa là hôm nay anh chủ động nói chuyện với tôi là tôi nên cảm thấy vinh hạnh đúng không Người đẹp cảm thấy hơi bất ngờ Kiểu như cô không nghĩ là Chu Dương sẽ nói như vậy Cô lại một lần nữa hơi nghiêng mặt lại nhìn Lần này thì người đẹp nhìn Chu Dương một cách nghiêm túc Ánh mắt cũng mang theo chút giò xét Chu Dương có thể cảm nhận được cô gái xinh đẹp này đang cân nhắc Suy nghĩ về việc liệu người này đã từng gặp mình hay chưa Có phải đã từng quen biết trước đó hay không Rất hiển nhiên Đây là lần đầu tiên Chu Dương gặp cô gái này và cũng tương tự người đẹp cũng chưa từng gặp Chu Dương. Khẽ lắc đầu, cuối cùng người đẹp cũng thôi không suy nghĩ nữa. Cô nàng đã xác nhận rằng mình chưa từng gặp người đàn ông đang ở trước mặt mình bao giờ. Đối với các thanh niên trẻ tuổi ở An Sa hay thậm chí ở cả tỉnh Tương Tây này, không dám nói là biết tất cả, nhưng phần lớn họ trông như thế nào thì cô đều biết hết. Còn người đàn ông đang ở cạnh mình lúc này thì cô nàng không quen. Điều đó có nghĩa rằng anh không phải là anh tài trẻ tuổi gì cả. Có điều, thấy anh trong bữa tiệc mà lại rất thản nhiên như vậy, ngay cả việc anh bắt chuyện với mình cũng không chút rụt rè, thì thực sự có vẻ như không giống dạng vô danh tiểu tốt. Ha ha, cũng như nhau cả thôi, tôi thấy người đẹp một mình cứ ở đây mãi, người khác đến tìm cô nói chuyện cô cũng không đáp, còn tôi vừa nói thì người đẹp lại trả lời như thế chẳng phải là hai chúng ta đều đang nể mặt nhau hay sao chu dương cười nói nhìn thấy ánh mắt cô gái xinh đẹp kia có chút ngạc nhiên anh không nghĩ rằng cô gái này lại thú vị như vậy hoàn toàn khác biệt với những cô gái yểu điệu khác trong buổi tiệc tôi ở tương tây quen biết rất nhiều người nhưng lại chưa bao giờ gặp anh anh là người ở tỉnh tương tây sao người đẹp chuyển đề tài câu chuyện hỏi thẳng à tương tây có nhiều người như vậy cho dù cô có quen biết nhiều người như thế nào đi chăng nữa chẳng lẽ cô lại quen từng người một hay sao có những người cô không biết cũng rất bình thường chu dương khẽ cười thực ra trong lòng anh cũng đã có chút nghi hoặc với sự nổi tiếng hiện tại của chu dương ở an sa thậm chí là cả tỉnh tương tây này thực ra có không ít người nhận ra anh đặc biệt là phụ nữ họ gần như rất quen thuộc với khuôn mặt này của anh thế nhưng cô gái trước mặt anh đây lại nói không biết khó trách Chu Dương lại chú ý đến cô hơn nữa. Và lại, hôm nay Giang Gia tổ chức yến tiệc này, át hẳn là có việc gì đó quan trọng. Những người tới đây phần lớn đều là các anh tài trẻ tuổi. Còn tôi chỉ là một gã vô danh, không biết tôi thì cũng là chuyện thường tình. Chu Dương tử tốn nói. Anh không biết mục đích hôm nay Giang Gia tổ chức buổi tiệc này sao? Lúc này, lại tới phiên người đẹp cảm thấy kinh ngạc. Cô nàng cẩn thận quan sát biểu cảm của Chu Dương, phát hiện anh không phải đang nói dối thì trong lòng đột nhiên khựng lại. Mục đích Giang gia tổ chức ra buổi tiệc này, hầu như các anh tài trẻ tuổi ở đây đều biết, nhưng lúc này cô lại gặp một người không biết gì cả. Sao? Không lẽ những người ở đây đều biết cả sao? Ánh mắt Chu Dương sáng rực lên, chợt cảm thấy hình như mình đã bỏ sót điều gì. Nghe giọng điệu của cô gái này thì có vẻ như Phần lớn mọi người ở đây đều biết mục đích Giang gia tổ chức ra bữa tiệc. "Lẽ nào anh không phát hiện ra là hôm nay những người có mặt ở đây, phần lớn đều là đàn ông sao?" Người đẹp nói một cách rất thờ ơ. Lúc này Chu Dương cũng mới nhận ra rằng, ngoại trừ mấy cô gái cực hiếm hoi thì toàn bộ những người đang có mặt ở bữa tiệc này đều là đàn ông, hơn nữa những người đàn ông này tuổi chỉ tầm trên dưới 30. Ngay lập tức một ý nghĩ có phần hoang đường đột nhiên lóe lên trong đầu chu dương đúng thật thế nhỉ lẽ nào giang gia đang muốn kén rể sao chu dương thuận miệng nói thực ra là dựa vào những gì đang diễn ra trước mắt anh cũng chỉ có thể đoán như vậy dù sao thì chuyện như thế này xảy ra không ít lần cho dù cả ở thời cổ đại hay hiện đại không sai anh nhìn thấy người kia không cô gái gật đầu chỉ về một phía người đàn ông ở trung tâm buổi tiệc chu dương nhìn theo hướng chỉ tay của cô gái quả thực là có nhìn thấy vài người anh lục soát trong trí nhớ của mình một chút liền nhận ra ngay lai lịch của mấy người đó đó là giang hành nguyên con trai thứ hai của gia chủ giang gia yến tiệc này là do ông ấy khơi ra mục đích là để kén rể cho con gái ông ấy người đẹp nói ngữ điệu hết sức bình tĩnh quả đúng như thế thật sao chu dương lẩm bẩm anh mắt nhìn về phía Trương Hành Nguyên đang là tiêu điểm giữa đám đông, trong lòng trầm tư suy nghĩ. Vào thời khắc then chốt này mà Giang gia vẫn còn có tâm trạng để kén rể, rốt cuộc là họ đang muốn làm trò gì đây? Chu Dương nhất thời cũng không biết được, nhưng thực ra cũng không khó để đoán. Trước mắt, mỹ phẩm mỹ thần mà công ty danh dương hợp tác với Trương gia đang diễn ra thuận lợi, cửa hàng trụ sở cũng đang có chỗ đứng vững chắc ở An Sa, hơn nữa dựa theo xu hướng phát triển hiện nay, thì chẳng mấy chốc sẽ có thể mở thêm cửa hàng chi nhánh ở các thành phố khác của tỉnh Tương Tây. Cứ như vậy, thế lực của Trương Gia sẽ ngày càng trở nên vững chắc, thậm chí sẽ trở thành mối uy hiếp lớn đối với Giang Gia. Bốn đại gia tộc trước giờ vẫn luôn nhìn Trương Gia trong chọc, chọc như hổ đói, mà tình hình trước mắt có vẻ không được ổn lắm, nên chắc chắn họ đang rục dịch chờ cơ hội hành động. Giang Gia với thực lực có phần kém hơn một chút, nay muốn nhân cơ hội kết thông gia để tăng cường thực lực của mình cũng là điều dễ hiểu. Ha ha, tôi cứ nghĩ rằng tiệc đã không phải là tiệc vui rồi, nào ngờ người cũng chẳng phải là người tốt nữa." Chu Dương cười giễu cợt với vẻ mặt lạnh lùng. "Ơ, ờ, sao anh lại nói như thế?" Cô gái cảm thấy hơi bất ngờ, nghiêng đầu lại nhìn Chu Dương lần nữa. "Tôi nghe nói, Giang Hành Nguyên chỉ có một cô con gái tên là Giang Yến, rất nổi tiếng ở An Sa, thậm chí là cả tỉnh Tương Tây này." Cô gái này không chỉ diện mạo xuất chúng mà còn vô cùng tài năng, là đối tượng mà rất nhiều anh tài học kiệt trẻ tuổi ở Tương Tây muốn theo đuổi. Chu Dương thản nhiên nói, khẽ lắc đầu và nhấp một ngụm rượu vang trong tay. Bây giờ xem ra cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng. Người có mắt nhìn, ai cũng có thể nhận ra mục đích Giang Hành Nguyên kén rể lần này. Thế mà cái cô Giang Yến đó cũng không thèm phản kháng gì, chỉ nghe theo ý Giang Hành Nguyên. Như thế thì cô gái đó cũng chỉ là hạng nhu nhược hèn nhát mà thôi. Nói xong, Chu Dương lại thấy hối tiếc mà lắc đầu với bộ dạng cảm thán. Phải nói thật là Chu Dương vốn cũng có chút mong chờ đối với Giang Yến kia. Dù sao thì tất cả tin tức mà anh tự nghe ngóng được, cộng với một vài thông tin từ chỗ Trương Kiệt, tất cả đã cho thấy Giang Yến là một cô gái không hề tầm thường. Cô không hề kiêu ngạo hống hách như người Giang gia. Giang Yến không chỉ có dung mạo hơn người, tài giỏi xuất chúng, hơn nữa còn là người vô cùng trượng nghĩa. Trước đây, khi con cháu của giang gia có ai gây chuyện thị phi ở bên ngoài một khi để giang yến biết được thì chắc chắn sẽ bị cô dạy cho một bài học hơn nữa vì giang yến lớn tuổi nhất và cũng được giang phạm lưu yêu quý nhất trong đám con cháu đời thứ ba của giang gia nên những ai bị cô dạy cho bài học thì đều không dám gây phiền phức cho cô nhưng bây giờ xem ra chu dương cũng vô cùng thất vọng ha ha vậy sao sao anh biết được cô giang yến kia nhất định sẽ nghe theo sự sắp xếp của giang hành nguyên người đẹp kia hỏi lại một câu ánh mắt không ngừng đong đưa nhìn lên mặt chu dương dường như nhìn ra suy nghĩ thật sự trong lòng anh không cần tôi phải biết chỉ cần nhìn quy mô bữa tiệc hôm nay là thấy hơn nữa cô nhìn thần thái trên mặt giang hành nguyên là biết đây là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột rồi chu dương cạn lời lẽ nào vấn đề này vẫn còn gì đó nghi hoặc sao ở gia tộc lớn như Giang Gia, thông thường chuyện của con cái rất khó do bọn họ tự quyết định. Đặc biệt là những chuyện như hôn nhân đại sự, thông thường đều có tính chất liên minh. Kiểu nói ép hôn cũng chính là kiểu này. Nếu không thì tại sao mối quan hệ giữa các gia tộc lớn lại phức tạp đến như vậy? Hơn nữa cũng rất ít khi nghe đến việc con nhà nghèo lấy được tiểu thư nhà giàu. Dù sao thì chuyện cô nàng lọ lem cũng chỉ là câu chuyện tuổi thơ mà thôi ở bên này chu dương và người đẹp thỉnh thoảng lại nói chuyện với nhau còn ở bên kia tạ linh ngọc thẩm bích quân không hề rời mắt khỏi chu dương lần này hai cô gái xúm lại một chỗ nhìn chu dương và người đẹp chân dài kia nói chuyện vui vẻ trong lòng các cô cảm thấy không thoải mái <cười> <cười> linh ngọc lẽ nào cô cứ để mặc anh ấy như vậy sao nhìn anh ấy nói chuyện với người đẹp chân dài kia vui vẻ như thế lẽ nào cô không lo lắng chút nào à thẩm bích quân nghiến răng nghiến lợi nói ánh mắt ban đầu nhìn chu dương bây giờ thu về nhìn sang tạ linh ngọc ngồi ở bên cạnh dù sao thì chu dương và tạ linh ngọc cũng là vợ chồng nhưng giờ đây chu dương lại đang nói chuyện vui vẻ với một người đẹp chân dài ở bữa tiệc như vậy là muốn làm gì hơn nữa nếu chỉ là nói chuyện với người phụ nữ bình thường thì thôi lúc đó thẩm bích quân có niềm tin là trước mặt mình và tạ linh ngọc đối phương sẽ không có cơ hội tận dụng thời cơ nhưng hiện giờ người mà chu dương đang nói chuyện cùng lại là một cô gái cực kỳ xinh đẹp mặc dù theo như thẩm bích quân thấy cô gái kia mà so với mình thì không ai thua ai thậm chí chỉ riêng đôi chân dài kia đã hút mắt hơn mình một chút rồi nhưng tạ linh ngọc thì dường như không để ý cô ấy chỉ nhẹ nhàng ngồi thưởng thức ly rượu vang trong tay đúng là tức chết đi được linh ngọc sao cô không có chút phản ứng gì vậy thẩm bích quân cảm thấy rất bất lực Chị cảm thấy trong lòng vô cùng không vui. Đặc biệt là nhìn thấy Chu Dương với người đẹp kia cứ ngồi sát nhau như vậy, trong lúc nói chuyện còn tựa sát hơn, nên cô thấy mình như sắp phát điên. Hi hi, chào hai người đẹp, chỉ có hai cô ở đây thôi sao? Đúng lúc này một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. Tiếp đó là một người đàn ông trẻ tuổi, mặt mày tóc tai bóng lộn, mỉm cười bước lại. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua thân người thẩm bích quân và tạ linh ngọc một lượt, ánh mắt như sáng bừng lên. Tạ Linh Ngọc không có phản ứng gì, nhưng Thẩm Bích Quân lại cảm thấy khó chịu. Chu Dương đang ở đằng kia nói chuyện vui vẻ với người đẹp, còn các cô ở phía bên này thì lại có người đàn ông khác xuất hiện tán tỉnh. Hơn nữa, Thẩm Bích Quân chỉ nhìn một cái đã cảm thấy có chút chướng mắt. Người đàn ông trước mặt này, thoạt nhìn thì rất khách khí, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ háo sắc, còn cả cái vẻ dị thường lóe lên dưới khóe mắt hắn ta thẩm bích quân đều nhìn rõ một một hơn nữa hiện giờ tâm trạng cô cũng không vui nên lại càng không có hứng thú đáp lại vì thế cô cũng không nói gì cầm quả nho mỹ nhét vào miệng rồi khẽ nhai thông thường mà nói khi tán tỉnh người khác mà họ không thèm đáp lại thì những người biết ý sẽ tự động rời đi hơn nữa biểu hiện của thẩm bích quân và tạ linh ngọc hiện giờ đã rất rõ ràng chỉ thiếu chút nữa là nói thẳng ra chúng tôi không muốn đáp lại lời anh ở đâu mát mẻ anh ra đó mà ngồi Nói tóm lại là đừng có làm phiền đến chúng tôi Nhưng người đàn ông kia dường như không chú ý đến phản ứng của hai cô gái Ngược lại còn vẫy tay phải Lập tức có một người phục vụ đi tới Đường thiếu gia Người phục vụ rõ ràng là có quen biết người đàn ông này nên nói năng rất cung kính Đường thiếu gia cũng không đáp lại mà chỉ nâng chén rượu vang lên, bày tỏ ý với thẩm bích quân và tạ Linh Ngọc rồi uống một ngụm nhỏ thôi tại hạ là đường thế văn không biết nên xưng hô thế nào với hai người đẹp đây đường thế văn khẽ cười không hề để ý đến biểu hiện của hai người trước mặt mình những kiểu thủ đoạn kiêu ngạo đơn giản như vậy trong mắt đường thế văn chỉ là trò trẻ con ấu trĩ đến nực cười trước đây không phải là hắn chưa từng gặp người phụ nữ như vậy biểu hiện vô cùng giữ kẽ trước mặt mình dáng vẻ kiêu ngạo từ chối nhưng một khi hắn đã nói ra địa vị của mình thì đối phương sẽ như bị đánh bại chủ động mà bám xiết lấy hắn quả nhiên khi đường thế văn nói xong thì tạ linh ngọc và thẩm bích quân không khỏi nhìn hắn một cái người của đường gia thẩm bích quân hỏi một cách kỳ dị cô thật không ngờ rằng ở bữa tiệc như thế này người đến bắt chuyện với các cô trước lại là người của đường gia đúng vậy chính là đường gia của tương tây trong ánh mắt đường thế văn lộ rõ vẻ vui mừng trong lòng vô cùng đắc ý Biểu hiện kỳ dị ban nãy của hai cô đã bị hắn nhìn ra. Hắn cũng vô cùng tự tin cho rằng hai cô gái này chắc chắn sẽ kinh hãi khi nghe thấy tên và thân thế của hắn. Sau đó nhất định sẽ chủ động bám lấy. Hơn nữa, câu hỏi của thẩm bích quân theo như đường thế văn thấy, nó giống như kiểu sau sự vui mừng, kinh ngạc, đan xen và không dám tin mà muốn xác nhận lại một lần nữa. Lại đây nào, lại đây, đến xa vào lòng bổn thiếu gia đi thật không ngờ bữa tiệc hôm nay lại gặp được hai tuyệt sắc như này đúng là không uổng chuyến đi ha ha lúc này trong lòng đường thế văn như cười lớn thậm chí bắt đầu có những vọng tưởng nhưng khiến hắn ta không ngờ đến chính là hắn đợi đối phương chủ động nhưng đối phương lại chẳng có động tĩnh gì cả sao vậy nhỉ lẽ nào hai người đẹp không tin nhìn thấy người đằng kia chưa đó là bố của tôi đường văn trung của đường ra đó đường thế văn chỉ về phía đường văn trung ở giữa bữa tiệc à xem ra anh đúng là người của đường ra rồi thẩm bích quân gật đầu cười nhếch môi nhưng một giây sau cô lại đổi giọng anh là người của đường ra thì liên quan quái gì đến bọn tôi cút ra xa một chút đừng cản tầm nhìn của chúng tôi thẩm bích quân bực bội nói đường thế văn đứng trước mặt bọn họ khiến tầm nhìn tới chỗ chu dương đều bị hắn ta che khuất hết điều này thực sự khiến thẩm bích quân hơi khó chịu Chu Dương đang nói chuyện rất vui vẻ với cô gái xinh đẹp ở bên kia, còn cô và Tạ Linh Ngọc bên này đang bị mấy kẻ này quấy rầy. Chuyện này cũng đủ làm cho Thẩm Bích Quân bực mình. Anh Đường Thế Văn bỗng sững sờ, chết lặng ngay tại chỗ. Tình tiết đối phương chủ động tìm hắn làm quen, nói lời ngon ngọt đã không hề xảy ra giống như những gì hắn tưởng tượng. Ngược lại, còn bảo hắn cút đi. Đường Thế Văn hắn là ai chứ? Nhân vật xuất chúng đời thứ ba trong gia tộc Đường gia, Vậy mà ngay trong bữa tiệc của Giang gia lại bị người khác làm cho bẽ mặt như vậy. Ngay lập tức, khuôn mặt đường Thế Văn hiện rõ sự phẫn nộ. Cô có biết mình sẽ gặp hậu quả gì khi nói những lời này không? Nội tâm mặc dù đang gào thét tức giận, nhưng lời nói vẫn giữ thái độ lạnh lùng kiêu ngạo. Đứng trước nhan sắc kiểu diễm của hai cô gái, Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, hắn quyết định cho hai cô gái này một cơ hội. Hậu quả? Có hậu quả gì chứ? Thẩm Bích Quân chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn ta, ngay cả một ánh nhìn cũng chẳng có. Đối với loại người chỉ biết dựa vào gia thế, suốt ngày ở bên ngoài ức hiếp người khác như hắn, đúng là kiểu mà trong lòng cô cảm thấy đáng khinh nhất. Hừm, <laughs> đương nhiên là hậu quả mà cô chẳng thể nào gánh vác nổi. Ngay đúng lúc này, một giọng nói vang lên, toát lên ngữ khí lạnh lẽo. Lời hắn ta nói ra khiến đối phương phải sắp sắp nghe theo, không thể nào kháng cự được. Thẩm bích quân tâm trạng bực bội, cau mày ngoảnh đầu nhìn lại một tên đường thế văn là đủ rồi miễn cưỡng không chấp nhặt ngó lơ hắn bây giờ lại thêm một tên vờ vịt tỏ vẻ nữa thẩm bích quân muốn nhịn cũng không nhịn nổi cô vốn dĩ chẳng phải là kiểu người giỏi chịu đựng tôi cũng muốn xem xem hậu quả gì mà tôi gánh vác không nổi cô ngoảnh đầu nhìn lại gương mặt bình tĩnh đến lạnh lùng Bây giờ cô mới nhìn kỹ người vừa đến lúc nãy Một người đàn ông trẻ tuổi Tầm khoảng 30 thân hình vạm vỡ, tóc đầu đinh, diện mạo khôi ngô. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ người này. Trong lòng có chút ngạc nhiên, nếu như đem người này ra để so sánh với tất cả những người đàn ông mà cô quen biết. Luận về thân hình thì mấy gã cô quen biết chẳng có cửa để mà đem ra so sánh. Đến cả ngưu xuyên võ thuật siêu phàm thân thể cũng không sánh nổi với người đứng ngay trước mặt cô đây. Dư hổ, dư gia ở tỉnh Tương Tây vừa nãy thế văn nói không sai cho mấy người một cơ hội nói câu xin lỗi hơn nữa còn phải uống với cậu ấy một ly nếu không với mấy lời ban nãy cô nói ra hậu quả mấy người khó lòng mà gánh vác nổi sư hổ thờ ơ nói chàng thèm để ý đến những ánh mắt đang chăm chú nhìn theo hắn ánh mắt sắc bén của hắn chỉ nhắm thẳng vào thẩm bích quân và tạ linh ngọc quan hệ của hắn ta và đường thế văn khá tốt hôm nay lúc đến giang gia trước lúc kết giao Ngoài việc muốn gặp Giang Yến xinh đẹp yêu kiều ra, chính là muốn xem thử có thể còn gặp được các người đẹp khác không. Suy cho cùng, để ứng phó với Giang Yến, bọn họ lại chẳng nắm chắc được thông tin gì, dù gì cũng là người của Giang Gia. Nhưng còn những người đẹp khác, ở trước mặt Đường Gia và Dư Gia, bọn họ lúc nào cũng là kiểu su nịnh, dễ trà đạp. Chỉ là bọn họ không ngờ, trong bữa tiệc này lại có thể gặp được người có nhan sắc, có thể sánh ngang với tuyệt sắc mỹ nữ Giang Yến khiến đường Thế Văn không kiềm lòng nổi mà chạy qua ngỏ ý, chào hỏi, làm quen. Điều bất ngờ khác là mặc dù biết rõ ra thế của hắn, nhưng cô ấy cũng chẳng thèm nể mặt, lại buông lời bảo hắn cút đi. Khiến Dư Hổ không kiềm lòng nổi tính tò mò, quyết định đích thân đến gặp mặt hai người đẹp này. Sao nào? Mấy người muốn động tay động chân ở nơi này, đúng không? Thẩm Bích Quân khinh bỉ nói. Cô nhìn thấy Ngưu Xuyên đang đi đến. Một khi mấy tên này động thủ, Ngư Xuyên sẽ khống chế bọn chúng ngay. Vì thế trong lòng cô lại càng tự tin hơn, không chút do dự khi đối mặt với bọn Sư Hổ và Đường Thế Văn. Hơn nữa lúc ở Đông Hải, cô cũng là thiên kim của tập đoàn Thẩm Thị, tham dự rất nhiều bữa tiệc trọng đại, từng gặp rất nhiều nhân vật nổi tiếng, lại còn có tiếng nói gấp nhiều lần so với bọn Đường Thế Văn và Sư Hổ. Huống hồ, cô lại là tổng tài của công ty Danh Dương. Hiện tại, công ty cô đang phát triển nhanh chóng, khiến cô càng thêm tự tin. <laughs> Chúng tôi là đàn ông, đương nhiên sẽ không ra tay với người đẹp. Nhưng việc lúc nãy cô mắng Thế Văn, cô buộc phải giải thích rõ ràng. Dư hổ mỉm cười nói. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cô, trong ánh mắt mang theo sự ép buộc vô hình. Tôi không có kinh nghiệm nói lời xin lỗi với những kẻ đê tiện. Loại người như các anh, tôi gặp nhiều rồi. Tưởng rằng khi biết được thân thế của các người, ai cũng sẽ không cần mặt mũi mà chạy đến bên cạnh su nịnh nói lời ngon ngọt sao. Cô cười khẩy nói cũng chẳng thèm quan tâm đến hai kẻ này, bởi vì cô nhận thấy không ít người nhìn thấy cảnh này đã tò mò đến xem, chỉ trỏ các cô. Đến tham gia buổi tiệc lần này, các cô chỉ muốn xuất hiện âm thầm cũng không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Muốn đi rồi sao, chưa nói rõ ràng chuyện này, cô có muốn đi cũng không được. Sư Hổ gật đầu, đồng ý với Đường Thế Văn, hắn ta cười nhếch mép, định bước tới giữ vai cô lại. Vèo ngay lúc này có ngọn gió thổi qua một bàn tay khác giữ chặt tay hắn khiến hắn không muốn cũng không thể động vào thẩm bích quân được lá kẻ nào khuôn mặt đường thế văn biến sắc lớn tiếng la lên ở đây tuy là bữa tiệc do giang gia tổ chức nhưng tuyệt đối không có ai dám ra tay với hắn hắn muốn xem thử là kẻ to gan nào lại dám đánh mình lúc này ngư xuyên đứng bên cạnh tay phải giữ chặt tay hắn không để hắn chạm vào thẩm bích quân không phải ai cũng có thể chạm vào cô ấy Ngư Xuyên lạnh lùng nói Ánh mắt hung dữ nhìn đường Thế Văn Ngay lúc này Đường Thế Văn cảm nhận được mùi vị của cái chết Điều này không khỏi khiến sắc mặt hắn kinh hoàng. Buông tay ra Đường Thế Văn giọng điệu run rẩy, Vầng trán nhễ nhại mồ hôi Tim đập thình thịch Dư hổ thấy cảnh tượng này Nhau mắt nhìn chằm chằm Ngưu Xuyên Nhìn thấy vẻ mặt của đường Thế Văn như vậy Có thể biết được thực lực của ngưu xuyên không phải dạng tầm thường dư hổ ngay lập tức quay lại với dáng vẻ nghiêm túc đồng thời tâm trạng lúc này thực sự cảm thấy không thoải mái trong bữa tiệc của giang gia lại có người đang ra tay với đường thế văn lời hắn ta nói cũng chẳng có ai để tâm rõ ràng là đang xem thường đường gia và dư gia tôi đếm đến ba anh bỏ tay ra nếu không hôm nay các người không thể bước ra khỏi giang gia này đâu dư hổ lạnh lùng nói nhưng ngược lại, gương mặt của ba người Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, Ngưu Xuyên đều không thể hiện cảm xúc, không bị lay động. Một Sư Hổ gằn giọng, "Yên tĩnh." Lúc này đã có không ít người chú ý đến động tĩnh ở đây. Tuy nói là tiệc tối, mọi người đều có thể tùy ý, nhưng người tổ chức là Giang gia, hơn nữa ai cũng biết chủ đề của bữa tiệc này, nên rất cẩn trọng, chú ý đến hình tượng của bản thân. Bây giờ Sư Hổ làm loạn cũng không thể nói là chuyện nhỏ thậm chí hai bên đều đã bắt đầu ra tay với nhau. Dư hổ lại hét lên một tiếng, mấy người ngưu xuyên căn bản chẳng thèm để ý. Hai Hắn giận sôi máu, đôi mắt nheo lại, hai tay từ từ cuộn tròn thành nắm đấm. Ba Chưa đợi dư hổ đếm lên ba, từ một góc phía xa vang lên một giọng nói. Mọi người ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang. Dư hổ cũng khựng lại, gương mặt của hắn lúc này thực sự rất khó coi từ từ ngoảnh đầu nhìn sang người lên tiếng. Hắn không ngờ trong bữa tiệc hết người này đến người khác chống đối lại hắn. Anh có biết mình đang làm gì không? Khuôn mặt dư hổ ảm đạm như nước, ánh mắt lạnh lùng. Anh có biết mình đang làm gì không? Ngay cả người của tôi, anh cũng dám động vào. Câu nói này làm không ít người sự tiệc dùng mình. Một luồng khí lạnh lẽo lại lẽ bá đạo đột ngột ập tới mọi người nghe thấy liền xoay đầu nhìn theo chỉ thấy một nam thanh niên từ trong góc bước tới gương mặt hết sức nghiêm túc xen lẫn bỡn cợt đây là ai vậy dám nói ra những lời đó không biết nữa không quen có ai trong các người quen biết gì không sao tôi thấy người này quen mặt thế nhỉ ơ kìa đây không phải là chu dương của công ty danh dương sao nửa tháng nay công ty danh dương nổi tiếng lắm không ngờ anh ta cũng tới đây nói thế thì tôi cũng nhớ ra đây là Chu Dương, hai cô gái kia thì một là tổng tài của công ty xanh dương Thẩm Bích Quân, người còn lại có lẽ là vợ của Chu Dương. Không sai, chắc là vậy rồi. Bây giờ thì hay ho đây, người của dư gia và đường gia vậy mà lại dám chọc tới Chu Dương. Chỉ là tên Chu Dương này lúc trước đã đánh răng bắc tàn phế rồi. Mọi người rất nhanh đã nhận ra Chu Dương, đồng thời bàn tán, ai nấy đều tỏ vẻ hiếu kỳ, không ngừng đánh giá Chu Dương càng thuận tiện xem phản ứng của Giang Gia như thế nào. Lúc này Dư Hổ cũng từ miệng người kế bên mới biết đây là Chu Dương, lập tức nheo mắt lại. Mày chính là Chu Dương? Dư Hổ lạnh lùng hỏi. Tuy rằng gần đây danh tiếng Chu Dương vang dội, nhưng Dư Hổ không hề sợ hãi. Không chỉ Dư Gia là đại gia tộc thượng lưu ở Thương Tây, mà còn vì thực lực của Dư Hổ không giống người thường. Dư Hổ nói xong, Du Dương không thèm để ý mà nhìn sang tạ Linh Ngọc với thẩm bích quân. Thấy hai người không bị gì, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn. Lúc nãy anh đang nói chuyện vui vẻ với người đẹp xa lạ thì thấy bên này có chút động tĩnh. Nhìn kỹ mới phát hiện là tạ Linh Ngọc với thẩm bích quân có xích mích với người khác. Biết có ngưu xuyên ở cạnh nên anh cũng không lo lắng lắm. Nhưng anh không ngờ đối phương sẽ ra tay thật. Hơn nữa còn lớn tiếng không biết xấu hổ. Đếm ba tiếng bắt ngưu xuyên buông tay anh nói đếm đến ba lần thứ ba tôi đếm giúp rồi anh còn muốn gì chu dương dửng dưng nói bước đến bên cạnh tạ linh ngọc và thẩm bích quân cười híp mắt nhìn họ trong chốc lát không những là dư hổ đường thế văn mà đến cả những người xung quanh cũng xôn xao không ngớt bọn họ biết danh tiếng của chu dương mức tiêu thụ của cửa hàng công ty danh dương cũng cực kỳ lớn nhưng họ không ngờ tới Chu Dương lại dám công khai đối đầu với sư hổ của dư gia ngay trong buổi tiệc của Giang gia thế này đầu óc Chu Dương có bị gì không đấy anh ta thường phế bỏ Giang Bắc thì không gì không làm được sao đúng vậy Giang Bắc bị tàn phế Giang gia không làm gì được anh ta nhưng dư gia thì chưa chắc dư gia là đại gia tộc đứng đầu tương tây muốn xử lý một người thì lại chẳng quá dễ dàng sao hey lần này không biết Chu Dương có thể bước ra khỏi chỗ này hay không đúng vậy trước tiên là đắc tội giang gia giờ lại đắc tội dư gia và đường gia chu dương này quả là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mọi người đều thầm kinh ngạc ánh nhìn hướng về phía chu dương cũng hoàn toàn thương hại theo bọn họ nghĩ chu dương đắc tội một lúc hết ba trong năm đại gia tộc của tương tây thì chẳng khác gì tự hại chết mình chà xem ra thành công gần đây đã làm mày không nhận thức được mình đang ở đâu rồi hả nếu đã vậy thì tao cũng có lòng giúp mày nhìn cho rõ hơn. Trước mặt tao, tất cả danh tiếng của mày đều không là cái gì cả. Sư hổ cười đều, động tay động chân, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy hắn nhào tới trước mặt Chu Dương. Nằm đấm to lớn vụt đến trước mặt Chu Dương, gần trong gang tấc. Đường Thế Văn bị Ngưu Xuyên giữ chặt, nếu đối phương đã không buông tay thì sư Hổ quyết định bắt đối phương phải buông. Sư Hổ từng nghe nói về Chu Dương, Tuy rằng thực lực trên thương trường không tồi, nhưng Dư Hổ cũng có tự tin của mình. Một đấm này của hắn sẽ làm Chu Dương đứng không vững nữa. Loại láo sược này, quỳ xuống cho tao. Gào to lên một tiếng, Dư Hổ cũng không để ý đường Thế văn, trực tiếp vung nắm đấm lên mặt Chu Dương. Hắn tự tin một đấm này của hắn không những đấm trúng Chu Dương mà nhất định sẽ làm Chu Dương nát mặt. Lắm lời! Chu Dương gần giọng một tiếng, hai chân hơi nghiêng sang hướng khác đưa một tay lên trực tiếp chặn lại nắm đấm của dư hổ. Anh có thể cảm giác được thực lực của dư hổ rất mạnh, thậm chí là mạnh hơn cả anh. Nhưng khoảng cách này cũng rất có hạn. Không phải bản thân anh không có năng lực đánh lại. Suy cho cùng, anh cũng không thể chuyện gì cũng dựa dẫm ngưu xuyên. Nhỡ đâu có lần nào ngưu xuyên không bên cạnh anh, chẳng lẽ anh chỉ còn nước đưa tay chịu chói? Anh chặn trước nắm đấm của dư hổ, nhưng vẫn cảm nhận được sức lực được truyền tới trên cánh tay rất mạnh. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Chu Dương. Sư dư hổ này mạnh hơn tất cả những đối thủ Chu Dương từng gặp, chỉ ít cũng mạnh hơn lưu phong của Giang Gia. Sao cơ? Vậy mà cũng chắn lại được à? Ừ, sao lại như vậy được? Chẳng lẽ Chu Dương cũng có bản lĩnh như vậy sao? Cái này khó nói, nếu không sao hắn dám đánh Giang Bắc tàn phế. Chẳng lẽ hôm nay dư hổ sẽ thua sao? Không chỉ mỗi sư hổ bất ngờ, để những người khác theo dõi tới đây cũng kinh ngạc suy cho cùng họ chỉ từng nghe không ít sự tích của chu dương nhưng lại chưa bao giờ nghe thấy chu dương có thân thủ không tồi thậm chí đến nắm đấm của dư hổ mà cũng đỡ được nếu chỉ có chút thực lực đó thì hôm nay mày không bước ra được đâu tuy rằng trong lòng sớm đã giật thót nhưng dư hổ vẫn hử lạnh một tiếng lại tiếp tục dồn lực lên nắm đấm lần này chu dương cũng cảm nhận được một sức ép không nhỏ thế nhưng sức ép này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của anh câu này đáng ra phải nói với anh mới đúng không biết anh lấy dũng khí ra từ đâu dám nói những lời này trước mặt tôi chẳng lẽ anh nghĩ anh là người của dư gia thì tôi sẽ sợ anh sao chu dương cười khẩy cánh tay dồn lực thật mạnh đẩy nắm đấm của dư hổ sau đó nhấc chân lên đạp về phía trước nếu một đạp này đủ sức kể cả dư hổ cũng chịu không nổi xuyên tử nhanh tay lên Tôi không thích nhiều người nhòm ngó như vậy." Chu Dương lùi lại hai bước, bình tĩnh nói với Ngưu Xuyên. Anh đã khẳng định được một mình anh không thể xử lý sư hổ, nhưng bây giờ, số người vây quanh càng lúc càng đông, đặc biệt là có không ít người đã nhận ra anh. Chu Dương không muốn trễ giờ, bữa tiệc hôm nay anh đã nghe ngóng không ít thứ, tuy rằng anh không sợ sang ra làm gì mình, nhưng Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân lại rất dễ trở thành mục tiêu. Một khi Giang gia bắt tay với mấy gia tộc khác, cùng nhau công kích anh thì e rằng, cho dù có Ngưu Xuyên ở bên cạnh cũng khó mà lo liệu hết. "Vâng, anh Dương." Ngưu Xuyên đáp một tiếng, trên tay dùng lực mạnh, ngay lập tức vang lên một tiếng rắc. Sắc mặt Đường Thế Văn trắng bệch, chỉ trong khoảnh khắc, thảm thiết kêu lên một tiếng. Lúc này mọi người đều thấy hoảng hốt, bọn họ không ngờ người tên Ngưu Xuyên này trông có vẻ vô hại lại ra tay bẻ gãy cổ tay đường thế văn chỉ trong chớp mắt như vậy không xem đường ra và dư ra ra gì bốp sau khi buông tay đường thế văn ngưu xuyên lập tức thay đổi mục tiêu một bước dài về phía trước tiến đến trước mặt sư hổ thậm chí dư hổ cũng chưa kịp phản ứng lại nếu anh dương đã lên tiếng vậy thì hôm nay mày không thể đứng dậy được sư hổ ngây người hắn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy gương mặt của ngưu xuyên xuất hiện ngay trước mắt bỗng chốc hắn cảm nhận một sức mạnh khủng khiếp dội thẳng vào ngực mình cả người ngả nghiêng tâm trí hỗn độn cuối cùng chỉ nghe được một câu nói và nhìn thấy một gương mặt cười thật tươi bữa tiệc tối vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc rơi vào im lặng đặc biệt là nhiều người xung quanh chu dương lúc này sắc mặt của từng người đều kinh sợ cơ thể đang trong trạng thái phòng bị dư hổ đã ngã xuống chỉ một cú đấm Bọn họ rõ ràng thấy Ngưu Xuyên vừa đấm vào ngực Sư Hổ, Sư Hổ đảo mắt ngã thẳng xuống. Trong ấn tượng của bọn họ, thực lực của Sư Hổ còn hơn thế này nhiều. Dẫu sao trước đây ở An Sa, thậm chí là cả tỉnh Tương Tây, thực lực của Sư Hổ rất lợi hại, ngay cả vệ sĩ được các cậu ấm bỏ ra số tiền lớn để thuê cũng không phải là đối thủ của Sư Hổ. Thế nhưng bây giờ, Sư Hổ có thực lực mạnh mẽ trong lòng bọn họ không đỡ nổi một cú đấm của người khác. Chuyện này Thực lực của người này mạnh đến vậy sao? Trước đây Giang gia cũng muốn ra tay với bọn họ, đã mời Lưu Phong, thế nhưng vẫn không phải là đối thủ của vệ sĩ này. Lẽ nào vệ sĩ này đã là bậc thầy võ thuật rồi sao? Tuổi vẫn còn trẻ như vậy, không thể là bậc thầy võ thuật được. Mọi người lập tức bắt đầu thảo luận, trong ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhìn nhóm người Chu Dương. Động tính ở đây cuối cùng cũng đã thu hút được sự chú ý của Giang Hành Nguyên, Dư Hoa, Đỗ Văn và Đường Văn Trung bọn họ nhao nhao liếc nhìn đi hỏi xem chuyện gì đang xảy ra sắc mặt của giang hành nguyên có chút khó coi đây là bữa tiệc do giang gia tổ chức thế nhưng lại có người dám gây rối ở đây rõ ràng là coi thường giang gia xem thường giang hành nguyên chẳng mấy chốc có người giang gia tiến lên phía trước hỏi tình hình chỉ trong vài chục giây sắc mặt người đó kinh hãi quay lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giang hành nguyên nhìn thấy vẻ mặt của người kia khác thường trong lòng cũng bắt đầu nghi ngờ không nhịn được mà trầm giọng hỏi bữa tiệc lần này để kén rể cho con gái giang yến của ông ta vì mục đích này mà ông ta hạ thấp thân phận đã mời hầu hết những thanh niên tài giỏi của cả tỉnh thương tây ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép có người quấy rối ở đây nhị ra là chu dương chu dương đang ở đó người giúp việc căng thẳng nói danh tiếng của chu dương gần đây đã vang dội khắp tỉnh thương tây hơn nữa trước đây Chu Dương đã đánh Giang Bắc tàn phế, anh ta chỉ là một người giúp việc, trong lòng rất sợ hãi. Chu Dương. Trong lòng Giang Hành Nguyên kinh ngạc, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Ông ta đã gửi thiệp mời cho Chu Dương. Cậu ta đã đến, tại sao ta lại không biết? Giang Hành Nguyên trầm giọng hỏi. Theo tình huống bình thường mà nói, một người quan trọng như Chu Dương, một khi xuất hiện, bảo vệ gác cổng nên phải thông báo cho ông ta nhưng bây giờ ông ta không nhận được bất kỳ một tin tức nào nhị ra bảo vệ các cổng hôm nay là giang thập giang thập luôn trông coi bọn họ người kia do dự một chút nhưng vẫn tiếp tục nói trước đó khi chu dương đến bọn họ đã ra tay ngăn cản nên bị chu dương đánh bây giờ bọn họ đang dưỡng thương ở phía sau bọn họ sợ bị trừng phạt cho nên mới chưa dám nói với ngài người giúp việc dè dặt nói dẫu sao anh ta cũng là người biết chuyện này nếu giang hành nguyên muốn truy xét thì cũng có thể xử phạt anh ta có trách nhiệm biết chuyện mà không báo cáo láo xược bọn họ sao dám làm như vậy lẽ nào trước đây ta chưa từng nói bữa tiệc hôm nay tuyệt đối không thể xảy ra chút bất chắc nào à đi chuyện mệnh lệnh của ta kêu bọn họ tự mình đi tiếp nhận hình phạt sau khi giang hành nguyên nghe xong ngay lập tức giận dữ lạnh lùng hét lên lúc này ông ta vô cùng tức giận không chỉ vì hai bảo vệ gác cổng có chuyện không báo cáo, thậm chí ngay cả người giúp việc trước mặt này cũng biết chuyện mà không báo. Nếu Giang Hành Phương có mặt ở đó, những người này tuyệt đối không dám làm như vậy. Đi, đi xem. Giang Hành Nguyên nói xong liền xài bước lớn đi qua đó. Ông ta muốn xem xem hôm nay Chu Dương đến đây lại muốn gây rối cái gì. Lẽ nào cậu ta thực sự muốn trở mặt triệt để với Giang ra? Dừng tay, Chu Dương! đây là giang gia cậu không được láo xược chen ra từ đám đông giang hải nguyên nhìn thấy nhóm người chu dương lúc này đường thế văn đang nâng cổ tay không ngừng chu chéo dư hổ cũng đang ngã gục trên mặt đất bất tỉnh giang hải nguyên kinh ngạc đường thế văn thì đã đành danh tiếng của hắn luôn rất tệ cho dù hắn là con trai của đường văn trung nhưng giang hải nguyên cũng không sợ đường văn trung dẫu sao đường gia là gia tộc yếu nhất trong năm gia tộc lớn nhưng dư hổ thì khác hắn là con trai của dư hoa bản thân có bản lĩnh không đề cập đến việc có thể so sánh với đại sư ngô học thì giang gia cũng không thể gây sự với dư gia mặc dù dư hổ không phải bị giang gia đánh ngất nhưng điều bất chắc như vậy xảy ra trong bữa tiệc của giang gia giang gia giang hành nguyên phải đưa ra một lời giải thích nhìn thấy giang hành nguyên đã đến khuôn mặt mọi người xung quanh cũng lộ ra vẻ suy ngẫm hầu hết bọn họ đều biết mục đích buổi tiệc hôm nay cho nên bây giờ thấy chu dương gây rắc rối với con cháu của đường gia và dư gia hơn nữa còn đã đánh người bọn họ trái lại muốn xem giang hành nguyên với tư cách là chủ nhà muốn xử lý như thế nào giang hành nguyên đã đến tiếp theo có kịch hay để xem rồi đúng vậy dẫu sao trước đây chu dương đã đánh giang bắc tàn phế giang bắc là cháu trai của giang hành nguyên không biết liệu ông ta có vì cháu trai mà đòi công lý không nhỉ cái này cũng khó nói dẫu sao giang bắc bị phế giang hành phương cũng mất đi tư cách cạnh tranh địa vị gia chủ đối với giang hành nguyên mà nói chuyện này vô cùng có lợi chưa kể bây giờ năm gia tộc lớn đang tụ tập ở đây trừ đi trương gia có mối quan hệ tốt với chu dương bốn gia tộc còn lại không có quan hệ gì với chu dương cộng thêm bây giờ chu dương đã đắc tội với đường gia và dư gia trong chốc lát đã đắc tội với cả ba gia tộc lớn rồi nhưng các người xem dáng vẻ bình tĩnh của chu dương này nhất định là có chuẩn bị không chắc là sợ những gia tộc lớn này đâu mọi người bàn tán sôi nổi ánh mắt của bọn họ cứ liếc qua liếc lại giữa chu dương và giang hành nguyên ha ha tôi còn tưởng là ai hóa ra là người dương gia chu dương không quan tâm dửng dưng nói chu dương tôi có ý tốt mời cậu tham gia bữa tiệc nhưng cậu lại đánh nhau ở đây lẽ nào cậu thực sự muốn chống đối với bốn gia tộc lớn của chúng tôi sao Giang Hành Nguyên lạnh giọng chất vấn, ông ta hiện tại không muốn trực tiếp trở mặt với Chu Dương. Dẫu sao mấy lần đánh nhau trước đó, ông ta cũng biết Chu Dương tuyệt đối không phải là một người dễ kiếm chuyện. "Trước kia, cậu làm cháu trai Giang Bắc của tôi bị thương, Giang gia chúng tôi đã không làm gì cậu, bây giờ cậu đánh thương người trong bữa tiệc của Giang gia, lẽ nào không đưa ra lời giải thích sao?" Thấy Chu Dương im lặng, Giang Hành Nguyên lạnh lùng chất vấn, từng bước ép sát, muốn nắm chắc lấy quyền chủ động chỉ có như vậy một khi hai bên trở mặt ông ta mới có thể chiếm thế chủ động có thể vừa tấn công vừa rút lui đến lúc đó bất kể ông ta muốn làm gì không ai có thể nói được giải thích tôi chưa từng giải thích cho người khác ông là thứ gì ông biết rõ trước đây tôi đã đánh phế giang bắc bây giờ lại chủ động mời tôi trong đó có mưu tính gì cho rằng tôi không biết à chu dương cười nhích môi mắt sáng như đuốc nhìn về phía giang hành nguyên anh biết rõ mục đích của Giang Hành Nguyên Đừng nói trước đây anh có ân oán với Giang Gia Cho dù là không có Chu Dương cũng không thể thờ ơ Bị một người lạ toan tính như vậy Tôi căn bản không thèm để tâm tới mấy chuyện tào lao của Giang Gia các người Nhưng ông vì cạnh tranh địa vị gia chủ Muốn khuếch trương danh tiếng Cũng không sai Chu Dương tạm dừng Sau đó thay đổi giọng điệu Lạnh lùng nói Nhưng ông sai ở chỗ là không nên dùng tôi làm phong nền cho ông ông còn chưa có tư cách này đâu chu dương nói xong tất cả mọi người đều choáng váng ngay cả giang hành nguyên cũng sững sờ nhìn chu dương anh ta vừa nói cái gì không có tư cách trong lòng mọi người lập tức kinh ngạc hít một ngụm khí lạnh ánh mắt nhìn chu dương khác hoàn toàn so với trước đây nếu như khi nãy họ nhìn chu dương mang theo chút tò mò và hứng thú thì bây giờ trong ánh mắt của tất cả bọn họ ngoại trừ kinh ngạc thì nhiều hơn là sự khâm phục ngũ đại gia tộc ở tỉnh Tương Tây là những gia đình nắm giữ quyền lực hàng đầu, mà Giang Gia là một trong số đó, năng lực hùng mạnh không cần phải nói nhiều. Phạm là người ở Tương Tây đều hiểu rõ sự lợi hại của Giang Gia, đặc biệt là người ở An Sa càng biết rõ một một. Từ trước tới nay, chưa từng có người dám khiêu khích ngũ đại gia tộc mà vẫn có thể sống yên ổn. Bây giờ trong bữa tiệc kén rể của Giang Gia, Chu Dương, người từng đánh bại sang bắc nhà Giang Gia tàn phế, lại ở trước mặt mọi người thẳng thừng nói Giang Hành Nguyên không đủ tư cách. Đây là sự xem thường lớn nhất đối với Giang Hành Nguyên và Giang Gia. Theo ý của Chu Dương, Giang Hành Nguyên cũng được, Giang Gia cũng được. Muốn dùng Chu Dương làm đá lót đường để nâng cao tên tuổi thì một chút tư cách cũng không có. Thằng nhãi danh hỗn xược Tao nói lời tốt đẹp, mày lại nói năng lỗ mãng. Mày đánh bị thương bảo vệ của Giang Gia, tao không tính toán với mày. Nhưng mày dám sỉ nhục tao, Giang Hành Nguyên điên tiết giận dữ chỉ vào Chu Dương. Lúc này ông ta thật sự phẫn nộ. Trước kia giữa Chu Dương và Giang gia mặc dù có chút mâu thuẫn nhưng chủ yếu là mâu thuẫn với cha con Giang Hành Phương. Trong mắt Giang Hành Nguyên bản thân Chu Dương không có xung đột lợi ích trực tiếp. Ngay cả lần này tứ đại gia tộc đã liên thủ công kích mỹ phẩm mỹ thần. Chu Dương đưa công ty danh dương đến chi viện. Giang Hành Nguyên cũng không nghĩ rằng giữa mình và Chu Dương có xung đột lợi ích trực tiếp. Cho nên ông ta có thể cười với chu dương trong lòng không hề có gánh nặng nhưng bây giờ chu dương lại chế nhạo ông ta trước mặt bao nhiêu người đó chắc chắn là đang đánh vào mặt giang hành nguyên là ông ta còn là một cái tát khốc liệt thôi xong giang hành nguyên tức giận rồi đúng vậy lúc trước suy cho cùng giang gia không dùng hết sức mạnh lần này chu dương không biết suy xét nói năng vô lễ một khi giang gia thật sự dám ra tay đám người chu dương sợ là không bước nổi chân ra khỏi sảnh lớn nhà giang gia đâu tuổi trẻ ngông cuồng sợ là bản thân anh ta có lợi hại đến đâu một đại gia tộc như giang gia nắm giữ năng lực còn sâu hơn cả chu dương tưởng tượng nhiều lắm chưa kể hôm nay người của dư gia đường gia cũng ở đây chu dương làm người nhà bọn họ bị thương sợ là tình hình không ổn rồi mọi người đột nhiên lùi về phía sau hai bước muốn cách xa chu dương một chút bọn họ nghĩ rằng chu dương lần này chắc chắn là tự tìm đường chết ha <laughs> ha lẽ nào không phải ông tự chuốc lấy sao ông thấy tôi ra tay với bảo vệ của giang gia không thèm quan tâm đến nguyên nhân ông chỉ nhìn thấy tôi ra tay với hai kẻ cặn bã này nhưng cũng không hỏi bọn họ đã làm gì chu dương cười khẩy chế giễu xem ra trong lòng ông chu dương tôi chỉ là nhân vật nhỏ một khi phát sinh mâu thuẫn với ngũ đại gia tộc các người thì nhất định là lỗi của tôi thật là nực cười câu nói của chu dương giọng điệu mạnh mẽ vang vọng khắp bữa tiệc tất cả mọi người đều chấn động hết sức kinh ngạc bọn họ vô cùng khâm phục và khiếp sợ chu dương quả thật những lời này rất nhiều người đều đã từng nghĩ đến nhưng chẳng có ai dám trực tiếp nói ra tất cả đều sợ hãi thế lực của ngũ đại gia tộc chỉ sợ lời nói của bản thân không cẩn thận chọc giận đối phương rước họa vào thân bây giờ chu dương dám dũng cảm nói ra mọi người đột nhiên cảm thấy dường như đây là lời nói của chính mình trong lòng vô cùng sảng khoái nói hay lắm chúng ta trong mắt đại gia tộc như giang gia chắc chắn chỉ là nhân vật nhỏ nếu bọn họ thực sự không xem chúng ta như con người chúng ta cũng không cần thiết phải chú ý đến mấy nhân vật lớn này đúng vậy không có mấy nhân vật nhỏ như chúng ta làm nền bọn họ có là cách quái gì đâu ha ha sảng khoái mấy lời này tôi muốn nói từ lâu rồi tiếc là vẫn không dám bây giờ nghe người anh em này nói vậy khiến tôi bỗng dưng tỉnh ngộ đúng vậy ngũ đại gia tộc bọn họ quả thực thế lực rất lớn nhưng chúng ta đoàn kết với nhau cũng có đủ sức mạnh để đánh một trận với họ cậu chu nói rất hay dựa vào những lời cậu nói khi nãy hôm nay ở đây không ai dám động vào cậu phải chúng tôi ủng hộ cậu nếu như giang gia dám ra tay chúng tôi tuyệt đối không để yên ngay sau đó tất cả mọi người đều hết sức giận dữ như thể những lời chu dương vừa nói thực sự đã khơi dậy sự phẫn nộ và những điều kìm nén từ lâu trong nội tâm bọn họ lúc này họ không hề sợ hãi dũng cảm nói hết những lời giấu kín trong lòng thậm chí còn hùng hồn hơn cả chu dương tình huống này đến quá bất ngờ không chỉ giang hành nguyên mà ngay cả chu dương cũng vô cùng kinh ngạc lời anh vừa nói đơn thuần chỉ là vô cùng khó chịu với đại gia tộc như giang gia nhưng không có ý vì mấy người này nhưng mọi người lại hiểu lầm ý anh quay lại đứng cùng chiến tuyến vô cùng tức giận nhìn chằm chằm vào giang hành nguyên chu dương cười gượng gạo anh không có ý đó nhưng cũng im lặng không chủ động giải thích mọi người đã hiểu nhầm vậy thì chu dương cũng muốn xem thử mấy người này thật sự có khả năng chống lại được áp lực của giang gia hay không anh giang phát sinh chuyện gì vậy gây ra động tĩnh lớn chúng tôi ở bên kia đều nghe thấy đúng lúc đó có ba người từ phía bàn tiệc bên kia chậm rãi bước đến lúc này trong lòng mọi người đang vô cùng giận dữ quyết định đứng chung trên tuyến đột nhiên nghe thấy tiếng nói này lập tức trừng mắt nhìn qua tuy nhiên chỉ trong nháy mắt nhìn rõ ba người phía sau tất cả một người một hơi thở nhẹ rơi vào trầm mặc ngay cả người vừa đứng bên cạnh chu dương có tâm trạng kích động nhất lúc này cũng lặng im hơn nữa còn từ từ bước ra mấy bước cách xa chu dương một khoảng chu dương cũng không để ý lắm anh chị nhẹ nhàng cười chứ không hề lên tiếng anh vốn dĩ cũng chẳng có nhiều hy vọng vào đám người này bây giờ bọn họ tự mình lựa chọn chu dương tất nhiên sẽ không bất mãn hay oán hận gì cả chỉ là anh đang xác nhận lại thân phận của ba người này có thể khiến những người ở đây đang điên tiết lại lập tức trầm mặc nhất định cũng là đại gia tộc như giang gia chu dương không nhìn thấy người của trương gia nên có lẽ ba người này chắc là người của dư gia đỗ gia và đường gia rồi dư hoa đỗ văn đường văn trung chu dương đọc thầm mấy cái tên nghĩ muốn đem tên liên kết với mấy người này. Lúc trước anh đã tìm hiểu tình hình của tứ đại gia tộc từ chỗ Trương Anh, bây giờ xem ra điều này cũng rất hữu dụng, ít nhất khi gặp họ, anh không rơi vào tình huống đến cả đối phương là ai cũng không biết, mù quáng không biết tự lượng sức mình. Cách đó không xa, Dư Hoa, Đỗ Văn, Đường Văn Chung cùng nhau đi tới. Động tĩnh bên này hơi lớn, lúc nãy ba người bọn họ ở phía nhỏ bên kia cũng bị thu hút. Đặc biệt là khi nghe giọng của Giang Hành Nguyên. Đây là bữa tiệc do Giang gia tổ chức, lại có người dám mở Giang gia, to tiếng với Giang Hành Nguyên ư? Ba người họ bởi vì tò mò, cùng nhau đi qua, muốn xem chuyện náo nhiệt, nhân tiện cũng muốn xem thử có thể giúp được gì không. Trong chớp mắt, cả ba người đã đến bên cạnh Giang Hành Nguyên. Chỉ là giây tiếp theo, sắc mặt của Dư Hoa và Đường Văn Trung đều thay đổi. Dư Hồ, thế Văn sư hoa và đường thế trung tái mặt hô lên một tiếng lập tức kiểm tra tình trạng của hai người trước mặt dư hồ là con trai của dư hoa ở dư gia địa vị rất cao thân thủ cũng rất tốt có thể so sánh với võ sư còn đường thế văn cũng chính là con trai của đường thế trung mặc dù có chút hung hăng ngang tàng tính khí không tốt nhưng được đường thế trung vô cùng yêu thương cưng chiều bọn họ đưa con trai đến tham dự buổi tiệc này một mặt là để nhận biết một chút phong thái của giang yến nếu như có thể được Giang Yến coi trọng Liên hôn với Giang Gia Tất nhiên là chuyện tốt Cho dù không được thì cũng có thể xây dựng mối liên kết Nhưng bọn họ không ngờ Lúc này Dư Hổ và Đường Thế Văn Lại thảm hại như vậy Mới bao lâu chứ Bữa tiệc bắt đầu chưa được nửa tiếng Mà Dư Hổ và Đường Thế Văn Rời khỏi tầm mắt của Dư Hoa và Đường Thế Trung Còn chưa được vài phút Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh Giang, lẽ nào không định giải thích gì với chúng tôi sao? sư hoa lạnh lùng nói ông ta đã kiểm tra qua dư hồ chỉ là bất tỉnh trên người không có vết thương nhưng đường thế văn thì khác cổ tay đường thế văn là bị người khác đánh gãy cho dù có chữa trị e rằng cũng không hỏi hẳn sẽ để lại di chứng nếu như vậy tương lai của đường thế văn sợ là sẽ có một cánh tay tàn phế mất giang hành nguyên ông không cho tôi một lời giải thích hợp lý tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu giọng đường thế trung vô cùng hung dữ tình trạng bi thảm của con trai đường thế văn khiến ông ta đau lòng thương xót hết sức phẫn nộ lại có kẻ khiến con trai ông ta bị thương ở đây đây rõ ràng là coi thường đường ra nhìn thấy sự giận dữ của hai người trong lòng giang hành nguyên cũng khổ sở không kém không phải bản thân không làm tròn nghĩa vụ chủ nhà quả thực hai người này chọc giận ai cũng được lại đi chọc giận chu dương lẽ nào bọn họ không biết giang bắc đã bị chu dương đánh cho tàn phế sao anh dự anh đường Hai cháu trai là do tôi không chăm sóc tốt Nhưng bây giờ chúng ta nên truy cứu trách nhiệm của hung thủ Chứ không phải ở đây nổi giận Giang Hải Nguyên trầm giọng nói Giọng điệu nhượng bộ Đối mặt với tình huống như vậy Giang Hải Nguyên không thể không mềm lòng nhượng bộ Hung thủ là ai? Sư Hoa và Đường Thế Trung nghe đến hung thủ Ngay lập tức quay qua Giang Hải Nguyên còn cả ánh mắt của những người xung quanh Đều nhìn về phía Chu Dương Là mày Chu Dương Ánh mắt nhiều người đều đổ dồn về phía Chu Dương Không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra một hai phần Sư Hoa và Đường Thế Trung đã nhận ra anh Chu Dương thấy ánh mắt của những người xung quanh đều nhìn đến mình Cảm giác có chút cạn lời Vừa nãy bộ dạng của họ còn căm phẫn sôi sục, Nhất quyết đứng cùng chiến tuyến với anh Lúc này không chỉ không giúp đỡ Mà ai ai cũng đều tránh xa Thậm chí đến cả ánh mắt họ cũng tố cáo anh Bản chất con người đúng là biến hóa khó lường chu dương thì thầm một câu vốn dĩ cũng không đặt quá nhiều hy vọng với mấy người này đương nhiên mấy người này lựa chọn lại lệ thuộc vào tứ đại gia tộc chu dương sẽ không ngăn cản mà có ngăn cản cũng không được loại phục tùng và sợ hãi này ghi sâu trong lòng họ Quý vị vừa theo dõi tập 44 của bộ truyện ngôn tình Tràng rể đại gia. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.